tháng 8 giỗ cha, tháng 3 giỗ mẹ, hàng năm vào ngày 30 tháng 3 và mùng 1 tháng 4 âm lịch. Nhân dân các dân tộc vùng chân núi sườn Tây Yên Tử, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang lại nô nức chảy hội suối mỡ, lễ hội tưởng nhớ vị nữ thần Mị Nương Quế Hoa, được suy tôn là thánh mẫu thượng ngàn, đã có công khai phá đất đai, khơi dòng suối mát, dạy nhân dân cày cấy để có cuộc sống ấm no. Theo tài liệu xưa ghi chép lại, đền suối mỡ thờ thánh mẫu thượng ngàn từng được sắc phong thần thông quảng đại càn, thập nhị tôn nàng vực mỡ. Mẫu thượng ngàn được thờ ở suối mỡ là Mị Nương Quế Hoa, con vua Hùng Định Vương và hoàng hậu An Nương, hoàng hậu sinh ra nàng bên gốc quế rồi mất. Lớn lên, Quế Hoa luôn nhớ thương mẹ nên đã đi vào rừng sâu để tìm dấu vết người mẹ hiền. Tới khu thung lũng xã Nghĩa Phương ngày nay, vùng đất phẳng phiu rộng rãi nhưng cây cỏ héo tàn sơ sát do thường xuyên hạn hán, Quế Hoa nghĩ rằng phải tìm nước về cho nhân dân cấy cày sinh sống. Sau nhiều ngày đường vất vả, công chúa bắt gặp một hồ nước mênh mông, đang băn khoăn tìm cách mở đường đưa dòng nước mát về khơi nơi khô hạn thì được một cụ già râu tóc bạc phơ truyền cho sách luyện phép lạ cứu người. Quế Hoa Mị Nương bèn lập một hành cung làm nơi tu luyện và đã tu luyện thành công. Nàng xòe năm ngón tay ấn xuống tạo thành sức mạnh kỳ lạ, khiến núi nứt nở ra, đá ầm ầm xô chuyển, nước từ các khe ào ào dốc xuống vùng đất thấp rồi chảy thành dòng êm ả. Từ đó cây cối mọc lên, chim hót, chim chóc kéo tới, đời sống nhân dân ngày càng ấm no. Khi đó Mị Nương Quế Hoa cùng 12 thị nữ bay về trời trên đám mây ngũ sắc để tưởng nhớ công ơn bà. Nhân dân đã lập bàn thờ tại nơi bà đưa nước về nguồn và gọi bà và gọi đền là đền suối mỡ, đời sau đều tôn là thánh mẫu thượng ngàn. Năm 2015, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận lễ hội suối mỡ là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Tại lễ hội, Ủy ban Nhân dân huyện Lục Nam trang trọng tổ chức những nghi lễ đón nhận danh hiệu này. Suối mỡ quanh năm nước chảy rì rào, bắt nguồn từ khu vực đá vách và hố chuối, rồi xuôi dòng qua năm bậc thác mẹ, thác con nối tiếp. Tương truyền đó chính là dấu năm ngón tay của nàng công chúa Mị Nương. Dọc theo con suối thiêng, nhân dân xây dựng một quần thể di tích gồm đền hạ, đền trung và đền thượng. Dấu tích cũ cho biết quần thể di tích có niên đại từ thời nhà Lê, nhà Mạc và đã được tu sửa tôn tạo qua nhiều giai đoạn. Đến với lễ hội suối mỡ là đến với vẻ đẹp của sơn thủy hữu tình, với quãng đường 40 km từ thành phố Bắc Giang, du khách có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh nơi đây. Với suối nước trong lành và cây lá xanh tươi cùng hệ thống công trình đền hạ, đền trung, đền thượng, bãi quần ngựa, đền trần, khu ba dinh bảy nền, chùa Hòn Trứng, đình Xoan và chùa Hồ Bấc. Đền thượng nằm ở lưng chừng núi vực mỡ, từ đây có thể bao quát cả một khu đền trung đền hạ và một phần thung lũng xã Nghĩa Phương. Đền vốn được tạo ra từ mái đá của sườn núi, mặt nhìn xuống suối mỡ chảy từ thác thùm thùm, từ đây trở xuống suối mỡ rộng dần và có nhiều thác lớn nhỏ. Đền trung ở chân núi vực mỡ thuộc hữu ngạn suối này, có không gian rộng thoáng mát, nước suối trong mát chảy xuống đền hạ. Đền hạ quy mô lớn hơn nằm ở giữa thung lũng. Trong ngày hội, nơi đây tập trung khách thập phương với các nghi lễ. Lễ hội đền suối mỡ là ngày hội văn hóa của nhân dân các dân tộc thiểu thuộc nhiều làng xã dưới chân núi sườn Tây Yên Tử Lục Nam, các làng Dùm, làng Quỳnh thuộc xã Nghĩa Phương. Từ thời thượng cổ tới nay, vào ngày hội đền đều có lễ rước sắc bài vị để lễ vật về đền suối mỡ,
Ngoài ra hội đền còn tổ chức thi bắn cung, võ dân tộc, đấu vật, cờ bòi, đánh đu, chọi gà. Một nét văn hóa độc đáo và đặc sắc không thể thiếu trong lễ hội Suối Mỡ gắn với nhân vật thờ chính ở ngôi đền là nghi lễ hầu thánh trong ngày lễ hội. Những năm gần đây đã được sự quan tâm và chỉ đạo của ngành văn hóa thể thao, hội lễ hội Suối Mỡ còn được tổ chức liên hoan nghi lễ hát chầu văn nhằm tôn vinh và bảo tồn nét văn hóa đẹp của tục thờ mẫu người Việt Nam.